Dung Minh, clip nam sinh bị nhóm bạn học hành hung dã man đến nhập viện. Đột kích bãi gửi xe nhà trường, thu giữ phương tiện dung tích trên 50 phân khối. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh Marburg, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng khẩn cấp. Hà Nội thu hồi một loại thuốc chữa suy giảm trí nhớ không đạt chuẩn. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh kèm theo clip một nam sinh bị bạn đánh liên tục vào mặt và đầu được cho là xảy ra tại tỉnh Quảng Bình. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao. Sau khi xác minh làm rõ xác định nam sinh trong clip đang theo học tại trường trung học phổ thông Tuyên Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Theo ban giám hiệu trường trung học phổ thông Tuyên Hóa, sự việc diễn ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 10. Một em là học sinh lớp 11A1, một em học lớp 11A4 có mâu thuẫn với nhau dẫn đến xô sát. Học sinh lớp 11A1 đã đánh em học sinh lớp 11A4 sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã nắm tình hình đồng thời phối hợp cùng lực lượng công an thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa giáo viên chủ nhiệm hai lớp phụ huynh và học sinh đến làm việc bên cạnh đó giáo viên chủ nhiệm cùng phụ huynh đã đưa em bị đánh đi kiểm tra sức khỏe em học sinh bị đánh đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện tuyên hóa mắc thâm đen do bị đánh giảm thị lực trong tuần tới nhà trường sẽ giao giáo viên chủ nhiệm kiểm điểm học sinh trong lớp sau đó sẽ trình lên hội đồng kỷ luật nhà trường. Được biết cách đây không lâu, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra vụ nam sinh bị bạn đánh trong lớp học. Chị Bùi Thị Thanh Hà cho biết, trong giờ ra chơi ngày 3 tháng 10, em trai của chị là BVK, học sinh lớp 11 trên 2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Sơn, đang ngồi trong lớp học thì bị hai nam sinh tên MTQ học cùng lớp và em PTT lớp 11 trên 4 lao vào đánh túi bụi. Sau khi bị đánh, ca được đưa tới Trung tâm Y tế Hương Khê và được chẩn đoán tổn thương xác định khác tác động nhiều vùng cơ thể. Đến ngày 7 tháng 10, ca được xuất viện và quay trở lại trường học. Nhưng khi đi học, ca tiếp tục đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, gia đình đã đưa ca đến trạm y tế xã để chuyển nước. Chị nạn nhân cũng cho biết nam sinh đã bị dọa đánh từ trước nhiều lần và có ý định bỏ học nhưng đã được gia đình động viên và khuyên can tiếp nhận vụ việc, ông Trần Xuân Bách, hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Sơn xác nhận vụ việc nêu trên xảy ra tại trường mình. Ngay sau đó, nhà trường đã nắm bắt và làm việc ngay với các học sinh cùng gia đình, phối hợp với lực lượng công an để làm rõ vụ việc. Mới đây, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Võ Văn Ngân, phường Linh Triều. Theo đó, nhiều trường hợp đi xe điện, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý khi tổ công tác hỏi lý do thì học sinh trình bày. Do gia đình nói đi xe điện thì không cần mũ bảo hiểm nên em này đã không biết. Nhiều phương tiện không xuất trình được giấy đăng ký xe với lỗi vi phạm này, nam sinh này bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính tạm giữ phương tiện. Cùng ngày 18 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức phối hợp với đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Bình Thọ và công an phường Liên Triểu đã kiểm tra một số bãi xe ở trường học trên địa bàn. Tại trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, cảnh sát giao thông đã kiểm tra khoảng 800 phương tiện, phát hiện 11 trường hợp xe máy trên 50 phân khối. Lúc lập biên bản vi phạm hành chính, em D, học sinh lớp 12 đã bật khóc, năn nỉ lực lượng chức năng. D nói chạy xe máy của mẹ đến trường, biết sai nhưng nếu bị lập biên bản sợ nhà trường sẽ hạ ảnh kiểm, khi đó sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học. Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện 84 xe mô tô, xe máy điện trên 50 phân khối. Đáng nói có nhiều trường hợp học sinh đã nhờ người có giấy phép lái xe vào trường nhận xe hoặc học sinh có giấy phép nhận xe giúp, tuy nhiên trước đó cảnh sát giao thông đã mật phục ghi hình nên có đầy đủ chứng cứ để xác định người điều khiển. Sau khoảng 3 giờ làm việc, lực lượng chức năng đã tạm giữ 54 phương tiện. Đáng chú ý trong số trường hợp vi phạm nói trên có một trường hợp cảnh sát giao thông nghi vấn học sinh sử dụng giấy phép lái xe giả, một xe không đúng kết quả xác minh. Vụ việc đang được Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục xác minh làm rõ. Theo quy định, Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy trên 50 phân khối sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600 000 đồng. Ngoài ra, người giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe cũng bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Ông Trịnh Đình Huy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Thủ Đức cho biết, thời gian tới, Ban Giám đốc Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức tổ chức tuyên truyền thêm về luật giao thông đường bộ cho học sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ giao cho các giáo viên chủ nhiệm lập danh sách theo dõi đôn đốc các em học sinh đủ 18 tuổi đăng ký sát hạch giấy phép lái xe mô tô đồng thời trình chiếu các video clip về tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và các tình huống giao thông nguy hiểm, để qua đó hướng dẫn các em một số kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Bộ Y tế Rwanda, quốc gia ở châu Phi, đã ra thông báo về vụ dịch do virus Marburg lần đầu tiên phát hiện tại nước này. Theo đó, WHO đánh giá nguy cơ của đợt bùng phát dịch nêu trên là rất cao. Nhận định về nguy cơ bệnh Marburg tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế cho biết nguy cơ không cao nhưng vẫn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Cụ thể, về đường hàng không, nguy cơ này khá thấp do không có đường bay thẳng từ Rwanda đến thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, hành khách cũng được sàng lọc trước khi xuất cảnh. Trước tình hình dịch bệnh luôn biến động trên thế giới, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát. Cụ thể, cập nhật thông tin về virus MERS và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ các vùng dịch, sẵn sàng can thiệp nếu phát hiện ca bệnh. Đồng thời, các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm và cách bảo vệ cá nhân cũng được thực hiện để hạn chế lây lan trong cộng đồng. Marburg là một virus thông qua động vật trung gian để gây bệnh, cụ thể là loài rơi ăn quả tại châu Phi. Rosestus aegyptiacus, tên của virus được lấy từ phòng thí nghiệm Marburg Đức Đức nơi phát hiện ra loại virus này vào năm 1967. Đây là một căn bệnh sốt huyết hiếm gặp nhưng gây tử vong tương tự như Ebola, nhưng không giống như Ebola mắc bớt không có phương pháp điều trị hoặc vaccine và tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Bệnh do virus mắc gây ra rất khó chuẩn đoán. Bệnh nhân có thể xuất hiện các biểu hiện như sốt đột ngột, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, đau người. Ngoài ra còn kèm theo buồn nôn, đau ngực, đau bụng, đau họng, tiêu chảy, vàng mắt, có biểu hiện sốt huyết, mê sàng, đi vào sốc và dẫn đến suy gan, suy đa tạng có thể dẫn đến tử vong. Mới đây, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị y tế trên địa bàn, phòng y tế các quận, huyện, thị xã, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu y tế Delta, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dược phẩm Bio Phạc Ma thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc quy bay 2 gam trên 10 ml do thuốc không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Sau khi kiểm nghiệm, mẫu thuốc dùng dịch tiêm quy bay 2 gam trên 10 ml do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu y tế Delta nhập khẩu có kết quả không đạt tiêu chuẩn. Thuốc quy bay 2 gam trên 10 ml được chỉ định để điều trị hỗ trợ cải thiện trí nhớ. Trước đó, ngày 16 tháng 10, cục quản lý dược bộ Y tế đã có công văn số 3480 QLZCL thông báo về mẫu thuốc quy bay 2 gam trên 10 ml không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, mẫu thuốc dung dịch tiêm quy bay 2 gam trên 10 ml piracetam 200 mg trên ml do công ty HBM Pharma SRO Slovakia sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu y tế Delta nhập khẩu được Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương lấy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dược phẩm Biopharma, quầy 528, tầng 5, Hapu Medicenter, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân. Sau khi kiểm nghiệm, mẫu thuốc trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan. Ngày 18 tháng 10, Sở Y tế Hà Nội cho biết thanh tra Sở Y tế vừa ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở hành nghề y, dược tư vấn với số tiền gần 223 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với hai bác sĩ. Cụ thể, cơ sở khám chữa bệnh của ông Nguyễn Xuân Lượng, số 205 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, bị xử phạt 35 triệu đồng do khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn, được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, không chấp hành chỉ định chẩn đoán, điều trị của người hành nghề. Ngoài phạt tiền, ông Nguyễn Xuân Lượng còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời gian 23 tháng. Phòng khám chuyên khoa nội tổng hợp Galan thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạng chăm sóc sức khỏe cộng đồng GK, tầng 2, số 15, ngõ 143 Trung Kính, quận Cầu Giấy bị xử phạt 4 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng của bác sĩ do không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật ba cơ sở quảng cáo mỹ phẩm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo bị xử phạt 45 triệu đồng một cơ sở. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạng MH Authentic, tầng 6 số 2, ngõ 49 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm, công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư thương mại và dịch vụ Quang Nguyễn, thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm và công ty trách nhiệm hữu hạng cổ phần Phú Thương, số 43, phố Thượng Thụy, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm bị xử phạt 25 triệu đồng do không công khai kết quả thử nghiệm các thông số chất lượng nước theo quy định. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược Mặt Trời Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì bị xử phạt 12 triệu đồng do không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm sơ chế chế biến đóng gói nhà vệ sinh. Nhà thuốc Đặng Thị Lệ Hằng số 79 tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm bị xử phạt 7,5 triệu đồng do không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ, việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán thuốc lẻ theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng và sự kiện Phượng Hoàng, lô CX14, khu đô thị mới Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai bị xử phạt 4 triệu đồng do không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn. Trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Campuchia rút khỏi cơ chế hợp tác Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam (CLV DTA) Người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 17 tháng 10 nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, gắn bó hữu nghị và tin cậy giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia là tài sản quý báu đối với cả ba dân tộc. Theo bà Phạm Thu Hằng, giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia có khá nhiều cơ chế hợp tác, trong đó có hợp tác tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Mỗi cơ chế đều có giá trị và đóng góp riêng cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ba nước cũng như sự phát triển của cả ba nước. Bà Phạm Thu Hằng nói, trong 25 năm qua, hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống cũng như hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống của người dân ở khu vực biên giới cũng như tại ba nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham vấn Lào và Campuchia để thúc đẩy hợp tác giữa ba nước sâu rộng, thực chất và hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, vì lợi ích của người dân ba nước, vì cộng đồng ASEAN và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Tam giác phát triển CLV là sáng kiến hợp tác tại khu vực biên giới ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam, gồm 13 tỉnh có đường biên giới hoặc có liên quan đến khu vực biên giới chung giữa ba nước, là Mondunkiri, Ratanakiri, Stung và Kratie của Campuchia, Attapu, Salavan, Sekong và Champasak của Lào, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Bình Phước của Việt Nam. Sáng kiến thành lập tam giác phát triển CLV do cựu Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đề xuất và được chính thức công bố tại cuộc họp cấp cao ba Thủ tướng Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất tại thủ đô Viêng Chăn, Lào năm 1999. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản yêu cầu các trường học siết chặt quản lý sử dụng điện thoại di động và thiết bị điện tử trong trường học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập quy định được nhiều phụ huynh ủng hộ và học sinh cho rằng điều này giúp các em tập trung học tập hơn. Trước đó theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng trong nhà trường còn nhiều vấn đề bất cập tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường học quán triệt, thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy định về việc sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng trong nhà trường. Tùy vào điều kiện thực tế, ban giám hiệu và các giáo viên nhà trường quản lý điện thoại và các thiết bị thu phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên, quản lý theo từng lớp học và gửi lại điện thoại, thiết bị thu phát sóng cho học sinh sau giờ tan trường, tan lớp. Trong các tiết học cần đến việc sử dụng các thiết bị này và được giáo viên cho phép thì học sinh được phép mang vào lớp học để sử dụng. Quy định nhanh chóng nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều phụ huynh vì dù cho con sử dụng điện thoại nhưng vẫn lo lắng khó kiểm soát được các nội dung độc hại trên mạng Internet, mạng xã hội. Em Nguyễn Ngọc N, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Thanh Oai B, huyện Thanh Oai nói rằng, trước đây em cũng thường sử dụng điện thoại để lướt Facebook và chơi game để giải trí. Thậm chí đôi lần N cũng lén thầy cô sử dụng điện thoại cả trong giờ học. Tuy nhiên, từ đầu năm học này, nhà trường đã áp dụng quy định mới là thu giữ điện thoại của học sinh từ đầu giờ tiết 1. Tất cả điện thoại sẽ được thu và cất giữ trong tủ của lớp học có khóa. Học sinh chỉ được phép sử dụng khi có sự cho phép của giáo viên. Tạ Hùng Cường, học sinh lớp 11A2, trường trung học phổ thông Thanh Oai A, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, trước khi Sở Giáo dục và Đào tạo có quy định siết chặt quản lý điện thoại, nhà trường đã áp nội quy học sinh không được sử dụng điện thoại trong giờ học. Nếu sử dụng và bị giáo viên phát hiện, sẽ bị thu lại ngay lập tức. Tùy vào mức độ và lý do sử dụng điện thoại, thời gian thu giữ sẽ từ một tuần đến một tháng, thậm chí là lâu hơn. Với cường, điện thoại mang tới trường chỉ để xem thời gian, truy cứu thông tin khi cần thiết và phòng trừ những trường hợp khẩn cấp cần liên lạc với gia đình. Do đó quy định thu điện thoại học sinh từ tiết 1 đến hết giờ, em cảm thấy không có vấn đề gì cả, thậm chí học sinh cần tập trung học tập không bị sao nhãng làm việc riêng trong giờ học. Em Lê Ngọc, học sinh trường Trung học cơ sở Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội chia sẻ. Từ lâu, nhà trường đã cấm không cho học sinh sử dụng điện thoại trong thời gian học tập trên lớp. Những bạn lén lút sử dụng sẽ bị giáo viên thu và báo với gia đình. Theo Ngọc, em và các bạn cảm thấy khó chấp nhận được việc thu giữ điện thoại. Tuy nhiên, học sinh đến trường vì mục đích học tập nên cần phải chấp hành quy định không sử dụng điện thoại nếu không được giáo viên cho phép để tập trung nghe giáo viên giảng bài. Em cũng cho rằng, ngoài mục đích học tập, nhiều bạn hiện nay sử dụng điện thoại để chơi điện tử, lướt mạng xã hội và việc đó tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tại nhiều trường học khác trên địa bàn Hà Nội vẫn có tình trạng học sinh lén sử dụng điện thoại trong trường học, ngoài chơi game, lướt website nhắn tin, đã có những học sinh dùng điện thoại quay lại những clip bê bối diễn ra trong lớp. Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đại Kim quận Hoàng Mai Hà Nội cho rằng thiết bị điện thoại rất hữu ích, học sinh có thể tiện liên lạc với người thân, đưa đón hoặc tra cứu tài liệu để học tập, nhưng lạm dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học. Do đó, trước khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, khi chưa được phép của giáo viên nhà trường đã có quy định các em không được phép sử dụng điện thoại tùy ý với mục đích để các em tập trung học tập. Tuy nhiên, trên thực tế, thi thoảng vẫn có học sinh lén lút sử dụng. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng, việc siết chặt quản lý điện thoại, thiết bị công nghệ của học sinh trong giờ học là cần thiết. Bởi vì trước đó qua kiểm tra cho thấy vẫn còn tình trạng học sinh mang điện thoại vào lớp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Mới đây chia sẻ về việc thu phí cho thuê một phần vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, ông Hoàng Phúc Dũng, phó phòng khai thác quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay toàn thành phố có 4 quận đã thu phí vỉa hè. 4 quận cho thuê vỉa hè gồm quận 1, quận 3, quận 10, quận 12. Với tổng phí thu được là 4,799 tỷ đồng, trong đó Sở Giao thông Vận tải thu phí các hoạt động văn hóa, bố trí công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng là trạm xe đạp với khoảng 1,5 tỷ đồng, các quận hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa, trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng công trình, văn hóa trên hè phố khoảng 3,2 tỷ đồng. Ông Dũng đánh giá việc triển khai thu phí về hè đã tạo được sự đồng thuận từ người dân tâm lý ổn định khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố đúng theo quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Từ đó, từng bước tác động, điều chỉnh nhận thức, hình thành thói quen, hành vi tích cực của nhiều tổ chức cá nhân liên quan đến việc sử dụng lòng đường, hè phố. Qua quá trình thí điểm, các đơn vị đang phối hợp, giả soát, xác định các vướng mắc khó khăn trong việc quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Dù vậy, quá trình triển khai cũng gặp nhiều vướng mắc khó khăn về hiện trạng lòng đường hè phố, tâm lý thói quen của người dân, đơn vị quản lý, bộ máy tổ chức thực hiện. Thêm vào đó, có một bộ phận không nhỏ người dân vẫn duy trì tâm lý, thói quen xem hè phố, lòng đường trước nhà thuộc quyền quản lý định đoạt của bản thân. Một số đơn vị quản lý còn chậm trễ trong triển khai thu phí, quản lý lòng đường, hè phố. Mới đây, Công an thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum cho biết đã bắt giữ một thiếu niên để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Cụ thể vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 16 tháng 10, khi chị HTH, 26 tuổi, trú tại xã Ia thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum đang tắm trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, tưởng chồng đi làm về, chị H mở cửa ngó ra thì bị đối tượng dùng dao khống chế, đe dọa sẽ đâm chết nếu chị không đưa tiền. Do quá sợ hãi vì bị đe dọa đến tính mạng, chị H đã dẫn đối tượng lên phòng ngủ và đưa cho con heo đất ngay sau khi lấy được tài sản, đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Con Tum đã phối hợp với công an xã Ia Chim nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định AT, 17 tuổi, trú tại thôn Pleisa, xã Ia Chim, thành phố Con Tum là đối tượng gây ra vụ cướp nói trên nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan công an, AT đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Lực lượng chức năng đã thu giữ hung khí gây án và toàn bộ tài sản do AT cướp được. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Con Tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với AT để điều tra xử lý theo quy định. Được biết, AT đã bỏ học từ sớm và đã có một tiền sự. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1986, cựu cán bộ kho quỹ ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TP Bank về tội tham mô tài sản. Theo điều tra, TP Bank thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản, riêng với tài sản là vàng, ngân hàng này quy định các trạng thái khác nhau để quản lý. Khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ, thành viên ban quản lý kho quỹ tại trung tâm giao dịch hội sở ngân hàng TP. Banh nên nắm rõ hình thức và cách bảo quản tài sản là vàng của ngân hàng. Theo đó, TP. Banh nhận giữ hộ vàng SCC Doji có thu phí, bao gồm giữ nguyên seri khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số vàng đã gửi và không seri khi hoàn trả sẽ nhận lại đủ số lượng đã giữ. TPBank có hình thức cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản đảm bảo là vàng miếng SCC gọi là vàng cầm cố là tài sản đảm bảo. Sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của TPBank và bảo quản trong kho nói trên. Riêng vàng giao dịch và vàng giữ hộ được ban quản lý kho kiểm kê hàng ngày và còn vàng cầm cố thì định kỳ vào ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm và được báo trước. Nhận ra lỗ hỏng này, đồng thời Linh nhận thấy vàng cầm cố trong kho tiền ít biến động khách hàng thế chấp vàng có lịch tất toán đáo hạn ghi trên sổ quản lý rõ ràng nên hoàn toàn có thể ứng biến khi cần thiết nghĩ là làm linh lên kế hoạch chiếm đoạt vàng ở trong kho tiền cất giữ trong kết vàng mua bán giữ hộ rồi lấy vàng ở kết vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt việc kiểm kê hàng ngày Tra thông tin từ số sách, Linh phát hiện có 246 lượng vàng SGC của một khách hàng tên C và người này chỉ tất toán trên giấy tờ, gửi lưu vàng cố định trong kho. Linh đã lên kế hoạch chiếm đoạt số vàng tương tự trong kết vàng mua bán và thay thế phần nào hụt bằng số vàng ông C đang thế chấp. Ngày 5 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7 năm 2017, Linh đã chót lọt trộm 246 lượng vàng trong kết chứa vàng mua bán giữ hộ, sau đó đem bán được hơn 8,8 tỷ đồng. Số tiền trên, bị can nộp hết vào tài khoản chứng khoán. Đến cuối ngày làm việc ngày 6 tháng 7 năm 2017, quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý Kho, Quỹ, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng của ông C vào kết vàng mua bán giữ hộ để thay thế vào số vàng mà Linh đã lấy. Vì vậy, trong quãng thời gian dài, các thành viên khác trong Ban Quản lý Kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt. Đến ngày 22 tháng 3 năm 2019, ông C đã tất toán khoản vay và nhận đủ 246 lượng vàng từ TP Bank. Để tiếp tục tránh sự phát hiện việc thiếu hụt số vàng đã chiếm đoạt, Linh cắt niêm phong bao đựng vàng của công ty Doji để trong kho tiền, lấy ra 246 lượng vàng SGC, sau đó để vào két sắt chứa vàng mua bán của ngân hàng. Biến cố xảy ra khi một khách hàng là bà Hát vay vốn và thế chấp 561 lượng vàng SGC. Để an toàn hơn, Linh đã dùng vàng cầm cố của bà Hát bù vào 246 lượng vàng SGC đã chiếm đoạt. Linh mang hòm tôn chứa vàng thế chấp của bà Hát ra khỏi kho tiền để phá khóa, rút 246 lượng vàng SGC đóng gói niêm phong và để vào kết vàng mua bán giữ hộ. Số vàng còn lại Linh cất vào hòm tôn để trong kho giữ hộ đến ngày 9 tháng 8 năm 2023, Linh hoàn trả 561 lượng vàng cầm cố cho bà Hát sau khi bà đã tất toán. Sau đó, trong kho không có số lượng vàng khác phù hợp để bù vào 246 lượng vàng đã chiếm đoạt. Linh không có khả năng trả lại nên đã ra đầu thú. Liên quan đến vụ bà Lê Thị Thanh Hát, nhân viên văn thư trường tiểu học Mạc Thị Bưởi, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, quên mua bảo hiểm y tế cho gần 80 em học sinh, Mới đây, bà Hát cho biết vừa hoàn thành việc trả lại hơn 32 triệu đồng tiền bảo hiểm y tế đã thu của học sinh nhưng quên đóng. Trước đó, vào đầu năm học 2023-2024, một phụ huynh tên Hát đóng 632.000 đồng cho bà Thanh Hát để mua thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn một năm cho con. Tuy nhiên, đến tháng 7 vừa qua, con chị Hát phải nhập viện điều trị, nhưng phía bệnh viện thông báo thẻ bảo hiểm y tế của trẻ đã hết hạn 7 tháng. Chị Hát khẳng định đã nộp tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhà trường nhưng phía bệnh viện không giải quyết. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng chị Hát đã đóng viện phí hơn 3 triệu đồng để con được chữa trị kịp thời. Sau đó, trường tiểu học Mạc Thị Bưởi đã giả soát lại thì phát hiện thêm 77 học sinh khác cũng không được mua thẻ bảo hiểm dù đã nộp tiền. Trường tiểu học Mạc Thị Bưởi cho biết từ năm 2021, bà Thanh Hát nhận kiêm nhiệm làm thêm cán bộ y tế học đường của trường. Sau vụ việc này, bà đã làm đơn xin nghỉ kiêm nhiệm chỉ làm công việc văn thư và được lãnh đạo trường chấp thuận. Theo bà Thanh Hát, bà đã trực tiếp đến nhà hơn 20 học sinh để trả lại tiền, những gia đình nào không biết địa chỉ, bà nhờ các phụ huynh buôn trưởng đưa đến. Ngoài ra, có một số phụ huynh đến nhận tại trường. Khi trả lại tiền tôi đều gửi lời xin lỗi chân thành tới phụ huynh, bà Thanh Hát nói. Một lãnh đạo trường Mạc Thị Bưởi xác nhận, bà Thanh Hát đã trả lại toàn bộ số tiền bảo hiểm y tế cho học sinh. Nhà trường đang chờ kết luận cuối cùng của Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. Chia sẻ thêm về lý do quên đóng tiền bảo hiểm cho học sinh, bà Thanh Hát cho hay vì gia đình bà gặp sự cố và phụ huynh đóng tiền giải rác. Mới đây, liên quan đến thi thể được phát hiện tại quán karaoke An Phú Bỏ Hoang, đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bước đầu nhận định đây có thể là một tai nạn. Theo đó, tại hiện trường, công an còn phát hiện thêm chiếc điện thoại được cho là của nạn nhân. Đây là tình tiết quan trọng trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong. Kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng nhận định từ sân thượng nhìn xuống có thể nhìn thấy nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Đây có thể là vị trí cuối cùng nạn nhân có mặt trước khi tử vong. Theo cơ quan điều tra, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc phát hiện một số bộ phận cơ thể người đang trong quá trình phân hủy, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, qua đó phát hiện dưới hố nước phòng cháy chữa cháy bên trong quán karaoke An Phú có thi thể người đàn ông vẫn còn nguyên vẹn phần thi thể này bị che lấp bằng nhiều rác và phế liệu bên trên, chỉ lộ ra phần đầu đã bị phân hủy mạnh, gác lên miệng hố. Do vậy, người phát hiện thi thể này trình báo với cơ quan chức năng chỉ có phần đầu và tay tại đây. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và chờ kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể tử vong cách đây khoảng 3 tuần. Phần xương trên cơ thể bị gãy, không có dấu vết của vật sắc nhọn gây ra. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây không phải là vụ án mạng mà có thể là do nạn nhân gặp tai nạn. Bước đầu, lực lượng công an xác định thi thể nhận diện bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với ông Luo Quy Long, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc. Người này được gia đình thông báo mất tích một tháng trước đó. Ông Luo Quy Long bị trầm cảm nặng, đầu óc không tỉnh táo, bỏ nhà đi từ ngày 14 tháng 9 năm 2024 không về. Tối ngày 17 tháng 10, cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Ninh cho biết trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến hai nam sinh lớp 9 thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên, một người điều khiển xe mô tô chưa rõ danh tính và biển kiểm soát đi theo hướng Hạ Long Cẩm Phả kẹp 3 chở hai người NMD và PTN đều sinh năm 2010 là học sinh lớp 9 tại một trường trung học cơ sở ở phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long. Khi đến địa điểm trên, xe mô tô đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải 14 n 86 xx chưa rõ danh tính người điều khiển, đang đỗ xe ven đường phía trước cùng chiều. Sau khi va chạm với chiếc xe tải, chiếc xe mô tô tiếp tục xảy ra va chạm với xe ô tô con 14A854XX do Nguyễn Huy Hát, sinh năm 1994, trú tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, điều khiển. Đang đi phía trước cùng chiều, hậu quả vụ tai nạn khiến N và D tử vong tại chỗ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người điều khiển xe mô tô chở hai nam sinh N và D đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Cùng với đó, tài xế xe tải 14N86XXX cũng đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng ở địa phương đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đang nhanh chóng phối hợp để truy tìm danh tính tài xế xe máy và xe tải để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật. Việt Nam và Đông Nam Á có thể chứng kiến lượng mưa cao hơn bình thường trong những tháng tới, đe dọa gây thêm gián đoạn cho nông nghiệp, du lịch và sản lượng công nghiệp tại khu vực đã hứng chịu một loạt cơn bão vào năm 2024. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán lượng mưa cao hơn bình thường từ Philippines đến Việt Nam từ nay đến tháng 11, phần lớn là do hình thái La Nina, hiện tượng di chuyển nước ấm về phía Tây Thái Bình Dương và mang lại nhiều mưa hơn. Mưa nhiều hơn có thể cản trở các nỗ lực phục hồi ở Việt Nam, nơi đã bị siêu bão số 3 Yagi tấn công vào tháng 9 cơn bão tồi tệ nhất tàn phá Việt Nam trong nhiều thập kỷ, thiệt hại tới 40.000 tỷ đồng. Theo cơ quan này dự báo, trong những tháng tới, số lượng bão có thể sẽ sấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Theo đó, trung bình Biển Đông thường đón nhận khoảng 2,8 cơn bão trong thời kỳ này, và trong đó có khoảng 1,1 cơn có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta. Đặc biệt, các tỉnh thuộc Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng chính từ các cơn bão này. Đáng lưu ý, các cơn bão có khả năng hình thành ngay trên Biển Đông, cùng với đó có nguy cơ gây ra mưa lớn, ngập lụt và lũ quét tại nhiều tỉnh miền núi và ven biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 11 năm 2024, các đợt mưa lớn tiếp tục diễn ra tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Mùa mưa tại các khu vực này có thể kéo dài hơn so với trung bình hàng năm, khiến việc nhiều địa phương có nguy cơ hứng chịu lượng mưa cao hơn bình thường, từ đó dẫn đến lũ lụt diện rộng và sạt lở đất. Mùa mưa ở Trung Bộ dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 12 năm 2024, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là tại các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Người dân ở các khu vực có nguy cơ cao cần sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, có những phân tích về điều kiện khí tượng, các yếu tố biến đổi khí hậu khiến siêu bão ngày càng nhiều. Bà Lan nói: "Chúng ta có thể thấy rõ biến đổi khí hậu làm trái đất ấm hơn, Nhiệt độ biển tăng thêm là điều kiện lý tưởng để hình thành bão mạnh và siêu bão. Điều kiện để một cơn bão hình thành là nhiệt độ biển từ 27 độ C trở lên. Nhiệt độ càng cao thì năng lượng nuôi bão càng nhiều. Trên các đại dương thời điểm đó lại không có vật cản, không có không khí lạnh. Các cơn bão cứ vậy ngấu nghiến năng lượng rồi mạnh lên nhanh chóng. Theo nhận định của Bà Lan, với diễn biến này, siêu bão sẽ còn xuất hiện nhiều, có thể không phải trong năm nay nhưng các năm tới nữa tần suất sẽ dày hơn. Đánh giá về các cơn siêu bão gần đây, Bà Lan cho biết cấu trúc bão tốt, đối xứng, mắt bão rõ. Với những yếu tố trên, bão trở nên rất mạnh, giữ cường độ trong thời gian dài, không bị suy yếu. Tại bản án sơ thẩm mà hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngoài phần tuyên phạt tù trung thân bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, và 33 bị cáo còn lại từ 2 năm tù đến 23 năm tù. Hội đồng xét xử cũng tuyên về phần dân sự. Theo bản án tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan trình bày vào thời điểm bị bắt tạm giam, bà Lan bị thu giữ hai túi Hermes bạch tạm. Trong hai túi này, một chiếc bà Lan mua tại Italia và chiếc còn lại được một đại gia người Malaysia tặng cho bà Lan và bà Lan muốn hội đồng xét xử cho bà nhận lại hai túi này để làm kỷ niệm. Theo hội đồng xét xử một chiếc túi có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng. Hội đồng xét xử tuyên thu giữ cả hai túi sách này. Cũng theo nội dung bản án, toàn bộ số tiền gần 31.000 tỷ đồng mà các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt do bà Trương Mỹ Lan sử dụng vào mục đích cá nhân nên buộc bà Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. Về xử lý các tài sản đang bị kê biên, phong tỏa của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên rằng đối với 100% cổ phần tại công ty cổ phần TwinPack là công ty sở hữu tòa nhà Capital Place tại số 29 Liễu Giai, Hà Nội là tòa nhà đang thế chấp cho ba ngân hàng nước ngoài. Bà Lan yêu cầu giải tỏa kê biên để trả tiền cho ngân hàng nước ngoài, phần còn lại dùng khắc phục hậu quả. Ngoài ra, công ty TwinPack cũng yêu cầu hội đồng xét xử tuyên giải tỏa kê biên. Hội đồng xét xử cho rằng quan hệ tín dụng này là hợp pháp, được đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật nên hủy bỏ lệnh kê biên, giao cho ba ngân hàng xử lý thu hồi nợ theo quy định. Việc xử lý tài sản của các ngân hàng phải chịu sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan thi hành án có thẩm quyền. Phần giá trị tài sản còn lại sau khi trả nợ cho ngân hàng thì dùng khắc phục hậu quả của vụ án.